Xin chào các bạn thân yêu của nhà Family Hà Lan tươi đẹp nha. Chúc mọi người nhiều sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay mình xin giới thiệu thêm một loại trái ở Hà Lan nữa. Mà trái này mình không có cần phải đi vô vườn hái hay là trả tiền để mua, mà nó mọc dại ở ngoài đường, ở ngoài rừng, ở ngoài công viên này kia đó. Đó là trái cúc bồn tử đen. Bây giờ xin mời mọi người cùng mình đi hái trái cúc bồn tử nha. Đây là cái lá của nó. Đây là cái lá kép 3 nè mọi người. Nó có lá kép 3 và lá kép 5. Đây là loại lá kép 3. Có 1, 2, 3 lá. 3 lá ghép vô. Còn đây là cái lá kép 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lá. Và cái mặt sau nó là xám, nó trắng vậy ha. Còn mặt trên nè nó xanh. Thân thì có gai. Đó, gai nè. Đây là hoa của cây phúc bồn tử đen nè mọi người. Cái hoa nó có màu hơi hồng hồng, trắng trắng. Ở bên trong nó có nhụy. Xong mà khi mà cái bông này nè nó rụng cánh đi á, thì ở trong nó sẽ ra là cái trái, như cái trái màu xanh này nè. Đó, mọi người thấy không? Đó là những cái trái mà nó rụng bông rồi đó. Đây, ví dụ như cái này. Cái này là rụng rụng bông rồi nè. Bên trong nó sẽ có cái trái bên trong đó. Đó, nó lớn lên thì nó sẽ như vậy. Cái hoa của nó như vậy đó. Đây là trái xanh, có một trái chín đen, còn mấy trái kia xanh với hơi đỏ đỏ thôi. Này là nó còn hơi chưa chín, nó có mới vừa bắt đầu chín thôi là nó màu đỏ đỏ vậy nè, với lại cái này màu xanh, cái này màu hơi đỏ đỏ cam cam, là chưa chín đó, là mới vừa chín thôi. Cái trái cúc bồn tử này nè mọi người, thường nó chín vào tháng 7 và tháng 8. Tháng 6 là bắt đầu chín, tháng 7 tháng 8 là bắt đầu chín rộ, là hái được đó mọi người. Cái trái này có thể ngâm rượu uống, có thể xay sinh tố, có thể làm bánh, có thể làm mứt, làm siro này kia uống được luôn á. Chín quá chừng luôn, mềm tới nỗi mình đụng vô cái nó rụng luôn á. Gì á?
Đó, đưa mama coi. Rồi, phải đợi ăn đi. Rồi, một trái thôi, không ăn nữa. Đủ rồi. Trái gì? Phúc bồn tử. Trái phúc bồn tử. Ngon quá. Rồi đi về. Đuôi đuôi nè. Xin chào cô chú. Bye bye cô chú. Đi về mau lên. Phúc bồn tử này nè, là nó thuộc họ dâu á. Tại vì nó ăn nó hơi chua chua, ngọt ngọt, giống như trái dâu vậy đó. Có rất là nhiều vitamin C. Nó vitamin C nó hả hơn trái dâu, trái kiwi này kia luôn nữa đó. Và vitamin K. Vitamin K là để chống đông máu á mọi người. Rồi có mangan. Mangan là cái chất mà tốt cho xương, và giúp phát triển xương, rất là tốt cho xương. Và trái này á, là ai mà bị dạng như tiểu đường nè, ăn cũng rất là tốt. Rồi tốt cho tim mạch nè, nó chống mà dạng như đông máu mà bị mấy cái chứng mà giống như sơ cứng mạch máu này kia đó. Trong nghiên cứu á, người ta sử dụng cái trái này nè để bào chế ra những cái thực phẩm mà chức năng để hỗ trợ chữa bệnh tiểu đường, hỗ trợ chữa bệnh gọi là ung thư, bệnh trầm cảm, và hỗ trợ giảm cân nữa mọi người. Ngoài những cái công dụng tốt mình vừa nói đó đó, thì có hai cái công dụng rất là tuyệt vời nữa mà mình rất là khoái. Đó là gọi là dành cho phái đẹp của mình á, là cái trái này có cái chất chống oxy hóa rất là cao. Cho nên mình mà ăn trái này hay uống cái sinh tố trái này á, thì mình sẽ trẻ mà lâu già, và da rất là đẹp. Cho nên mình nghe vậy là mình khoái liền. Đó, cái gì ăn vô đẹp là phải ăn cho nhiều. Nói giỡn thôi chứ ăn cũng vừa phải thôi, chứ đừng ăn nhiều nha mọi người. Đó, và cái công dụng thứ hai, tốt cho quý ông. Ở Việt Nam mình á, mọi người hay nghe nói là có rượu ông uống bà khen á, thì cái trái này nó cũng có tác dụng giống như vậy á. Nếu mà trái này mình sẽ ngâm rượu cho ông uống thì bà cũng sẽ khen, và sai sinh tố cho ông uống thì bà cũng sẽ mê. Cho nên mình nghe vậy mình khoái quá đó. Mình cũng đi lặn lội nè, mình hái về để mình cho ông nhà mình uống không, để coi mình có khen ổng không hen. Nói giỡn chút xíu cho vui vậy đó. Nhưng mà cái trái này nha mọi người, mình cũng không có được ăn quá nhiều ha. Nếu mà những cái người nào mà bị gọi là sạn thận hay có sạn trong người đó, sạn mật, sạn thận hay này kia đó, thì mình không có nên ăn cái trái này nhiều, sẽ làm cho cái viên sạn đó nó phát triển nhanh, nó bự đó, không tốt đó. Cho nên cái gì cũng vậy, cái gì mình cũng phải có chừng có mực thì nó sẽ tốt hơn. Chứ đừng có gọi là quá cái gì, quá là cũng không tốt, không quá liều, quá sức, quá quá nhiều gì cũng là không có được tốt. Cho nên mình là đúng chừng mực là sẽ tốt nhất.
hợp lý. Trái phúc bồn tử này được gọi là một trong những loại thượng quả mà thiên nhiên ban tặng cho mình. Tại vì những công dụng rất tuyệt vời của nó đem lại cho sức khỏe của chúng ta. Sau một hồi làm việc vất vả, hai mẹ con hái được nhiêu đây nè? Trái gì vậy? Cho mama ăn trái coi. Cảm ơn Feather nha. Ngon quá. Mình thấy đã lắm. Đó. Giờ về mình rửa sạch sẽ, mình sẽ xay sinh tố. Cho mama miếng. Cho mama miếng à? Hái trái vui không? Hả? Vui không con? Rồi đi về nè. Đi về đuôi đuôi. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã cùng theo mình hái trái phúc bồn tử và tìm hiểu về cái trái phúc bồn tử này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và hẹn gặp lại vào video kế tiếp nha. Tạm biệt mọi người, chúc mọi người luôn vui khỏe nha.